người bệnh có khả năng chi trả kinh phí hay không, đúng không ạ? Một bạn nữa là đây trả lời ạ, là định lượng gluco nước tiểu, gluco máu, HB1C, gluco niệm. Bạn nào trả lời câu hỏi này đấy ạ? Nếu mà cô xuất file ra thì cô có thể xem được tên ạ, nhưng mà làm như vậy rất mất thời gian. Do vậy là ở đây thì các bạn cần chú ý nhé, gluco nước tiểu và gluco niệu có gì khác nhau không nhỉ các bạn nhỉ? Các em? Gluco nước tiểu và không ạ, không ạ, như nhau. Vâng, bị nhầm lẫn thì đó thôi đúng không ạ? Vâng. Thì đấy, đây ạ, một số bạn khác là HB1C xét nghiệm đường huyết lúc đói, xét nghiệm nước tiểu 10 chỉ số. Như vậy là bạn đây và bạn này đúng không ạ? Vâng, cũng có cùng ý tưởng đây đúng không ạ? Vâng, chúng ta có ba cái xét nghiệm, đó là gluco máu, HB1C và tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số, xem có gluco trong nước tiểu hay không, hay là gluco niệu hay không. HB1C, bạn này thì cho rằng là HB1C, gluco máu lúc đói, gluco sau 2 giờ, 2 giờ sau uống 75 gram gluco, gluco máu ở thời điểm bất kỳ. Vâng. Các bạn thấy sao với cái câu trả lời này đấy ạ? Như vậy là đây là chúng ta... Vâng, bạn nào có ý kiến về cái câu trả lời mà cô vừa highlight lên đấy ạ? Cô bôi đen đấy ạ? Nào mời các bạn nào. Mời bạn Trần Trí Tuệ nào. Theo em. Em thưa cô là... Em thấy... HbA1c đúng rồi, gluco máu lúc đói hay là cái phương pháp nghiệm thu gluco huyết tương này là hợp lý trong việc chẩn đoán này đáng được. Thế còn gluco máu ở thời điểm bất kỳ hay là đồng hết, đồng ý với tất cả những cái này? Gluco máu ở thời điểm bất kỳ thì nó mang tính thời điểm nên là mình vẫn cần làm thêm xét nghiệm khác như là HbA1c kèm theo. Vâng, cảm ơn vì bạn. Vì nó mang tính thời điểm. Vâng, cảm ơn bạn Tuệ. Mời cô xin ý một ý kiến của bạn khác nào, mời bạn Bùi Văn Duy nào. Bùi Văn Duy em ơi. Em đây, em đây. Em cô là thấy cái phần trả lời của... Em bổ sung thêm là nó phải kèm một số triệu chứng như là tiền sử là mang thai con là hơn 4 kg này, hoặc là tiền sử có người nhà bị đái tháo đường, hoặc là một số cái triệu chứng đi không, kèm. Không, trước tiên ạ. Trước tiên là ở đây là các xét nghiệm thường sử dụng để chẩn đoán đái tháo đường. Câu hỏi ạ, thì bạn đưa ra là 4 cái xét nghiệm như vậy, em đồng ý là cả sử dụng cả 4 xét nghiệm này hay thêm hay bớt xét nghiệm nào ạ? Em không ạ, vâng. Em được sử dụng xét nghiệm nhất là HB1C ạ. Và gluco máu lúc đói hoặc bằng nghiệm pháp tăng gluco sau 2 giờ ấy, bằng uống 75 gram gluco trong 300 ml nước ấy. Còn với cái xét nghiệm gluco bất kỳ thì tức là đồng ý ba cái xét nghiệm trong số 4 này đúng không ạ? Vâng. Rồi, cảm ơn bạn Duy. Có bạn nào có ý kiến khác không các em ơi? Nào mời các em nào. Nào cái này các bạn nào học buổi trước rồi đúng không ạ? Nào có ý kiến khác? Rồi, hình như là chỉ cần một trong 4 tiêu chuẩn đấy thì có thể chẩn đoán là đái tháo đường. Vâng, có nghĩa là bạn sử dụng cái nào ạ? Nào bạn Phương? Em cho câu là dựa một trong 4 tiêu chuẩn đấy ạ. Vâng, nhưng mà đây là cụ thể đang hỏi là xét nghiệm để chẩn đoán đái tháo đường thì theo em chỉ ra là xét nghiệm nào nào? Hay là chỉ hoặc là gluco máu lúc đói, hoặc là gluco sau 2 giờ làm nghiệm pháp, hoặc là gluco máu ở thời điểm bất kỳ, hoặc là HB1C đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi, cảm ơn bạn Phương. Vâng, bạn khác nào? Các bạn khác có ý kiến hộ cô nào? Em yêu cô, để chẩn đoán thì là mình dựa vào cái HB1C và một cái đi kèm là gluco có thể lúc đói, hoặc là cần hai xét nghiệm rồi. Thứ nhất là HB1C, mình căn cứ HB1C là để đánh giá thì khoảng 3 tháng trước thì người bệnh nồng độ gluco là, còn cái thời điểm hiện tại của gluco thì nó chỉ là thời điểm là tham khảo cho HB1C thôi. Còn để chẩn đoán thì là mình dùng HbA1c là chính ấy. Tôi chỉ cần thỏa mãn cái tiêu chuẩn HbA1c thì có thể đánh giá bệnh nhân là đái tháo đường rồi ạ. Rồi, như vậy ở đây bạn Phương cho rằng là bạn Phương chỉ cần sử dụng một trong 4 tiêu chuẩn trên, có nghĩa là hoặc là xét nghiệm HbA1c hoặc là xét nghiệm định lượng gluco.
định lượng gluco thì chúng ta có định lượng gluco máu lúc đói, định lượng gluco sau 2 giờ làm nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đói. Thứ ba nữa là định lượng gluco ở tại thời điểm bất kỳ. Nhưng bạn Duy thì bổ sung thêm là bạn Duy cho rằng là để chẩn đoán đái tháo đường thì sẽ sử dụng hai xét nghiệm, đúng không ạ? Đó là HB1C và đó là định lượng gluco máu, đúng không ạ? Có thể làm lúc đói hoặc là tại thời điểm bất kỳ gì ạ? Hay là như nào ạ? Cô nghĩ là chỉ một cái HB1C rồi ạ. Vâng, bạn Dương Minh gì đấy ạ? Chiến ạ. Dương Minh Tiến, vâng, cảm ơn bạn Tiến. Tại sao lại là chỉ cần HB1C thôi ạ? Lý do ạ? Thưa cô, tại vì là ở cái xét nghiệm gluco ở máu ấy, thì em nghĩ là khi các cái cần phải cái đấy thì chưa chắc, vì cần phải làm thêm một số xét nghiệm để đánh giá về chức năng các cơ quan bộ phận khác, bởi vì nó ảnh hưởng đến cả gluco trong máu ấy. Còn em nghĩ là chỉ cần đánh giá HbA1c thôi. Chỉ cần xét nghiệm HbA1c thôi, còn không định lượng gluco, đúng không? Tại sao ạ? Định lượng gluco thì làm sao ạ? Em nghĩ là nó cái cần phải, nếu mà xét nghiệm gluco trong máu thì nó có các yếu tố khác ảnh hưởng nữa, ví dụ chức năng của các cơ quan hay bộ phận khác nó bị ảnh hưởng đến cả cái gluco huyết tương trong máu, cho nên chưa chắc người ta bị đái tháo đường, nhưng mà người ta vẫn có lượng gluco trong đường tăng cao. Có vẻ như hơi khó hiểu một chút, đúng không ạ? Ý của bạn Tiến cho rằng là bạn chỉ cần định lượng HB1C thôi, còn chỉ số gluco là chỉ số thay đổi, đúng không ạ? Nó phụ thuộc vào chức năng của các cơ quan, đúng không ạ? Vì vậy là nó thay đổi, do vậy là xét nghiệm định lượng gluco máu thì không phản xác cái gì ạ, mà phải là HB1C ạ, hả bạn Tiến? Dạ vâng, em nghĩ lại vậy. Rồi, cảm ơn bạn Tiến. Như vậy chúng ta đang có rất nhiều những ý kiến trái chiều, đúng không ạ? Có bạn thì chẩn đoán đái tháo đường chúng ta cần phải rất nhiều xét nghiệm, đúng không ạ? Có bạn thì cho rằng là Tiến thì cho rằng là chỉ cần xét nghiệm định lượng HB1C thôi, đúng không ạ? Bạn Phương thì cũng lựa chọn là chỉ cần là một xét nghiệm thôi, hoặc là HB1C hoặc là định lượng gluco, theo ba cái có thể là lúc đói hoặc là sau 2 giờ làm nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đói hoặc là ở thời điểm bất kỳ. Còn bạn Duy thì cho rằng là phải làm cả đồng thời cả HB1C và định lượng gluco máu lúc đói hoặc là ngẫu nhiên, đúng không? Còn ý kiến của các bạn ở đây thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều xét nghiệm nha. Thì thứ nhất là với cái câu trả lời mà cô đang bôi đen đây thì chúng ta không sử dụng như thế này, bởi vì trên cùng một người bệnh chúng ta không thể nào vừa định lượng gluco máu lúc đói, vừa làm nghiệm pháp sau nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đói, đúng không? Vừa là định lượng gluco máu ở thời điểm bất kỳ nha các bạn nhé, lưu ý nhé. Và một bệnh nhân đến chúng ta với cái chỉ số gluco chúng ta chỉ thực hiện được một thôi ạ, hoặc là chúng ta sẽ, nếu không đủ thời gian bữa ăn cuối cùng đến thời điểm chúng ta lấy máu cho người bệnh không đủ 8 tiếng thì chúng ta áp dụng tiêu chuẩn là định lượng gluco máu ở thời điểm bất kỳ, đúng không? Còn đủ tiêu chuẩn là đói thì chúng ta sẽ chọn là đói. Còn trường hợp mà nghi ngờ đái tháo đường, chúng ta có thể hướng dẫn cho người bệnh làm nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đói. Thì với nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đói thì làm sao ạ? Đầu tiên người bệnh cũng được lấy ở tại thời điểm G0 là lúc đói, sau đó thì uống 75g gluco và hòa tan ở trong 250ml nước nha bạn nha. Và có thể là thường nhất là người ta sẽ cho uống gluco 30%, 250 thì cũng bằng 75g nha các bạn nhé. Vâng, thì sau 2 giờ người ta lại lấy máu xét nghiệm để đánh giá nồng độ gluco ở thời điểm G2. Vâng, như vậy thì trên cùng một bệnh nhân thì chúng ta chỉ có thể làm được HbA1c và gluco, đúng không? Có thể lúc đó đói, có thể là bởi thời điểm bất kỳ, hoặc là sau 2 giờ làm nghiệm pháp. Vâng, sau 2 giờ làm nghiệm pháp đồng thời chúng ta cũng là có hai mẫu gluco luôn nha các bạn, lưu ý nhá. Như vậy thì đây xét nghiệm để chẩn đoán, đúng không? Thì chắc chắn là insulin không phải là xét nghiệm để chẩn đoán đái tháo đường rồi, đúng không ạ? Các bạn có biết tại sao không nhỉ các bạn nhỉ?
nào? Thông qua những buổi học chúng ta. Vâng, làm sao ạ? Làm sao bạn Duy? Có thể cái đầu tiếp 2 thì insulin nó không bị giảm đi. À đúng rồi, đúng không ạ? Vâng, ngay tại cao lâm sàng của các bạn đấy ạ, các bạn thấy rằng là gì ạ? Nồng độ insulin trong giới hạn bình thường đúng không ạ? Trong giới hạn tham chiếu ạ, từ 2 mấy mà bệnh nhân là 5,1 insulin bình thường, đúng không ạ? Còn giá trị tham chiếu của insulin là từ 2 mấy đến 20 mấy cơ mà đúng không ạ? Vâng, như vậy là insulin hoàn toàn bình thường. Như vậy là các bạn chú ý ạ, xét nghiệm để chẩn đoán thì chúng ta không thể sử dụng insulin làm xét nghiệm để chẩn đoán nha các bạn nha. Còn nữa là beta hydroxybutyric, đúng không ạ? Đây là cái xét nghiệm để đánh giá nhiễm toan ceton ở bệnh nhân đái tháo đường. Bằng thường nhất là những bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng rồi. Do vậy đây cũng không phải là cái xét nghiệm để chẩn đoán các bạn nha. Microalbumin niệu cũng vậy. Còn peptide C, peptide C các bạn biết rồi bản chất của nó là gì. Thì vậy thì peptide C để làm gì đúng không ạ? Ở đây ạ, có một cái vấn đề nữa mà như bạn số 2 này làm đấy ạ, rất cực kỳ lãng phí ạ. Là đó là HB1C và fructosamin. À, sẽ không bao giờ người ta thực hiện đồng thời cả hai xét nghiệm này trên cùng một người bệnh. Các bạn có biết tại sao không? Bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào? Xem các bạn rõ phần này chưa? Nào, bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào? Không thực hiện HB1C và fructosamin trên cùng một người bệnh ạ. Và mời bạn Nguyễn Tiến gì đấy ạ? Nào, mời các em. Cái HbA1c nó giúp glucô máu trong khoảng 2 khoảng 3 tháng trở lại đây. Trong khi cái fructosamine nó định lượng cái glucô máu trong 1 tháng ở đây thì làm hai cái cùng lúc nó sẽ bị lãng phí. Nó hai cái cùng một cái cần gần giống nhau làm hai cái nó bị lãng phí. Vâng. Bạn gì đấy? Nguyễn Tiến gì đấy ạ? Thành. Nguyễn Tiến Thành à? Rồi, cảm ơn bạn Thành. Ở đây ạ là gì ạ? HbA1c và fructosamin, bạn biết nó cùng bản chất đúng không ạ? Đây chuyện đó là do diện nồng độ gluco tăng đúng không ạ? Nó đã glycogen hóa hai cái cơ chất khác nhau, đó là hemoglobin để tạo thành hemoglobin A để tạo thành HbA1c và glycogen hóa albumin để tạo thành fructosamin. Vì vậy là nó theo đời sống của cái cơ chất mà nó glycogen hóa đúng không ạ? Hemoglobin thì làm sao ạ? Theo đời sống của hồng cầu, đúng không? Do vậy là người ta gọi là đánh giá nồng độ gluco diện huyết trung bình trong khoảng thời gian từ 2 tới 3 tháng. Còn fructosamin theo đời sống của albumin thì trung bình khoảng từ 2 tới 3 tuần. Nhà hôm trước là về các marker để kiểm soát nồng độ gluco các bạn đã được biết rồi, đúng không? Hiện nay ba cái marker sử dụng đó là gluco màu lúc đậm, đói đúng không ạ? Có gluco không thèm vào. Fructosamin và HB1C thì chúng ta biết rồi là hai cái fructosamin và HB1C là đánh giá nồng độ gluco huyết trung bình, đúng không ạ? Và nó giống nhau, đương nhiên là người ta thường ưa chuộng đó là HB1C. Các bạn có biết tại sao không ạ? Thứ nhất là hai cái này cùng bản chất sẽ không dùng, nhưng HB1C được ưa chuộng hơn. Các bạn có biết tại sao không ạ? Bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào? Em nghĩ là vì nó sớm hơn. Vâng, sớm hơn ạ. Tại sao lại sớm hơn nhỉ? Bạn Lương Quốc gì đấy? Vâng, cô không. Người ta có thể đánh giá nồng độ glucose trước đó 2 đến 3. Lương Quốc Thành. Vâng. Có lúc glucosamine thì chỉ có thể đánh giá chẩn từ 2 đến trước đó 2 đến 3 tuần. Vâng, ở đây ạ là gì ạ? HB1C là đánh giá nồng độ glucose trung bình trong khoảng 2 đến 3 tháng đúng không ạ? Đánh giá dài hơi hơn đúng không ạ? Do vậy là đây là cái dạng xét nghiệm được ưa chuộng hơn đúng không ạ? Tuy nhiên ạ, trong một số trường hợp mà chỉ số HB1C này có thể thay đổi thì thay vì xét nghiệm HB1C, người ta sẽ xét nghiệm định lượng fructosamin. Vậy thì trong trường hợp nào, bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào? Trong trường hợp nào thì hồng cầu dị dạng. Có bệnh mạch máu, hồng cầu dị dạng.
hồng cầu bị dị dạng. Đấy là bất thường về cấu trúc, đúng không ạ? Ví dụ như bệnh thalassemia, đúng không ạ? Như trường hợp là thiếu máu, đúng không ạ? Nồng độ hemoglobin giảm. Do vậy là cái xét nghiệm, cái xác định tỷ lệ HB1C nó cũng thay đổi, đúng không ạ? Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái xét nghiệm định lượng glucosamine. Nha, và như vậy thì ở đây là, thứ nhất là đây là như vậy là trong hai cái xét nghiệm này đương nhiên chúng ta chỉ lựa chọn một thôi, đúng không ạ? Và cái xét nghiệm được ưa chuộng hơn đó là cái HB1C. Chính vì vậy, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ từ năm 2015 người ta đã cho rằng là HB1C đây là tiêu chuẩn vàng để đánh giá, để chẩn đoán đái tháo đường các bạn nhé. Bởi vì nó đánh giá nồng độ glucose huyết trung bình. Và Bộ Y tế của Việt Nam thì chúng ta vẫn để chẩn đoán ạ, để chẩn đoán đái tháo đường. Hiện nay thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì Bộ Y tế vẫn đưa ra cái xét nghiệm định lượng glucose huyết tương lúc đói. Tại sao vậy? Bởi vì là cơ sở y tế, cơ sở hạ tầng của y tế Việt Nam chưa đồng bộ, đúng không ạ? Một số những cái cơ sở, ví dụ như thậm chí là bệnh viện tuyến huyện ạ. Hiện nay thì quản lý đái tháo đường xuống đến tuyến xã rồi các bạn ạ. Vâng. Nhưng mà có những cơ sở y tế tuyến huyện thì chưa làm được cái xét nghiệm HB1C. Đúng không? Do vậy là chúng ta làm sao ạ? Vẫn để chẩn đoán đái tháo đường theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam thì làm sao ạ? Vẫn lấy cái xét nghiệm định lượng glucose huyết tương lúc đói làm tiêu chuẩn, đúng không ạ? Tiêu chuẩn như thế nào mời các bạn đọc. Tuy nhiên Bộ Y tế khuyến cáo là ở những cơ sở thực hiện được xét nghiệm HB1C thì để chẩn đoán đái tháo đường chúng ta vẫn phải làm cái xét nghiệm định lượng HB1C. Còn nha, tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số ạ. Đây ạ, như bạn này đã ba cái xét nghiệm thường sử dụng ạ. Vâng, thì HB1C đúng không ạ? Vâng. Là cái xét nghiệm tốt nhất đây đúng không ạ? Vâng. Vì nó đánh giá nồng độ glucose huyết trung bình mà, đúng không ạ? Vâng. Do vậy để chẩn đoán đái tháo đường đây là cái xét nghiệm ok nhất, đúng không ạ? Nhưng mà Việt Nam đúng không ạ? Hoặc là thực ra người ta vẫn thường dùng hai cái xét nghiệm này. Vâng, và có thể các cơ sở y tế sẽ cho thêm cái tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số các bạn nhé. Thì đây là chỉ là gọi là tăng cái nguồn thu thêm cho cơ sở y tế đó thôi. Còn thực ra là chúng ta đã có một cái câu hỏi thảo luận, đó là xét nghiệm định lượng glucose máu lúc đói và tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số thì xét nghiệm nào có giá trị hơn để chẩn đoán đái tháo đường, đúng không ạ? Do vậy là xét nghiệm nước tiểu này không phải là cái xét nghiệm để chẩn đoán, nhưng mà đối với những đối tượng đến sàng lọc đái tháo đường thì vẫn thường được kê thêm cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số. Đây chỉ là cái biện pháp để làm tăng thu thôi, còn nó không phải là cái xét nghiệm để chẩn đoán đái tháo đường. Như các bạn nhé. Thì đây là như vậy, người ta vẫn thường sử dụng nhất đó là bộ ba xét nghiệm. Trong trường hợp cơ sở y tế làm được HB1C thì người ta sẽ sử dụng ba cái xét nghiệm này. Đúng không? Đó là HB1C, xét nghiệm glucose máu lúc đói và tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số. Nha các bạn nhé, thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Ok, mấy cô xin lỗi một chút. Rồi, như vậy là để xét nghiệm để chẩn đoán các bạn nhé, lưu ý là thường nhất người ta vẫn sử dụng ba cái xét nghiệm. Nếu như cơ sở làm được HB1C thì người ta sẽ làm sao? Định lượng glucose máu lúc đói, HB1C này, định lượng glucose máu lúc đói và tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số. Vâng, còn lại là những cái xét nghiệm này, các bạn lưu ý ạ, các bạn đưa ra rất nhiều như này nhé. Lưu ý là không thể một bệnh nhân thực hiện được mấy cái xét nghiệm định lượng glucose được, đúng không ạ? Vâng, đủ tiêu chuẩn là cái nào thì chúng ta sẽ lấy cái xét nghiệm đó thôi. Thì đấy là cái câu hỏi thảo luận số 1. Câu hỏi thảo luận số 2 đó là, để tôi xem.
Câu hỏi số 2 đã. Các xét nghiệm thường sử dụng để theo dõi thường xuyên đái tháo đường, đúng không ạ? Và xét nghiệm thường xuyên nha. Thì gồm những xét nghiệm nào? Thì các bạn cũng có 54 câu trả lời. Có bạn thì cho rằng là xét nghiệm glucose máu lúc đói thường xuyên đây ở bệnh nhân đái tháo đường ạ. Nếu như các bạn đọc cái phần tài liệu tham khảo rồi thì bệnh nhân sẽ được theo dõi tại các cơ sở y tế hàng tháng một lần nhé, trừ trường hợp là bệnh nhân không kiểm soát tốt nồng độ glucose, glucose máu trên 10 thì có thể chỉ được nhận thuốc nửa tháng, sau đấy thì chúng ta lại phải đến xét nghiệm lại xem có vấn đề gì hay không. Còn nếu như mà nồng độ glucose dưới 10 mmol trên lít thì hàng tháng bệnh nhân sẽ được đến khám làm xét nghiệm lại. Thì xét nghiệm hàng tháng bệnh nhân được sử dụng là xét nghiệm nào? Thì đây có bạn cho rằng là glucose máu lúc đói, có bạn cho rằng là HB1C. Theo các bạn ạ, HB1C có được thực hiện hay không? Được thì tại sao, mà không được thì tại sao ạ? Nào bạn nào biết bật mic trả lời của cô nào? Em cô là HB1C mà làm hàng tháng thì nó khá là tốn kém, và cái chức năng mình đã đánh giá ở 2 đến 3 tháng trước rồi thì cách tầm khoảng 3 đến 6 tháng mình làm là hợp lý hơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tuệ, đúng không? Vâng, ở đây thì các bạn lưu ý nhá, hàng tháng thì chúng ta không thể được thực hiện cái xét nghiệm HB1C, đúng không? Bởi vì nó theo cái đời sống của hồng cầu, đúng không? Chính vì vậy Bộ Y tế cũng khuyến cáo là tối thiểu 3 tháng một lần nhá. Bệnh nhân được xét nghiệm HB, định lượng HB1C một lần, trừ trường hợp mà bệnh nhân đái tháo đường không kiểm soát tốt nồng độ glucose, người bệnh phải thay đổi thuốc, thay đổi chế độ điều trị, và thì người ta có thể dạng để đánh giá hiệu quả của việc điều trị có hiệu quả hay không, thì có thể được HB1C được định lượng với cái tần suất dày hơn. Và chúng ta cũng phải viết rõ là dạng mình muốn không bị bảo hiểm y tế xuất toán thì chúng ta cũng phải là theo dõi điều trị, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là cái điểm mà các bạn chú ý nhé. Hàng tháng thì không được ạ. Tương tự như vậy ạ, ở đây là cũng không thể được nhiều như thế này đâu ạ. Vừa fructosamin này, HB1C, xin lỗi là glucose huyết tương, insulin, beta hydroxybutyrate này, rồi huyết áp này. Thì đấy là cái điểm mà các bạn chú ý nhé. Như vậy là, vậy thì hàng tháng tối thiểu nhất ạ là người ta sẽ được xét nghiệm định lượng glucose máu lúc đói, đúng không ạ? Vâng, có thể thêm, vâng, tùy theo ạ, nếu như ở tuyến huyện hoặc là tuyến xã thì có thể khi chỉ được cái xét nghiệm dạng định lượng glucose máu lúc đói thôi. Còn có thể các bạn ở tuyến tỉnh hoặc là tuyến trung ương hoặc là tuyến đặc biệt, bằng tuyến đặc biệt thì không theo dõi đái tháo đường nữa, thường là tuyến tỉnh hoặc là tuyến trung ương thôi. Thì ngoài cái xét nghiệm định lượng glucose máu lúc đói ra thì người ta có thể, bệnh nhân, người bệnh có thể được làm cái xét nghiệm thứ hai, đó là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số. Thì ở bệnh nhân đái tháo đường, xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số thì chúng ta cần phải quan tâm tới chỉ số, những chỉ số nào trong tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số như các bạn nhỉ? Cô hỏi lại một chút này. Theo các bạn, bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô với. Ở bệnh nhân đái tháo đường, tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số. Glucose, protein, cetone. Rồi, cảm ơn bạn Tiến Thành. Vâng. Thì ở đây là diện tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số, thì ngoài glucose và cetonic ra, đúng không, chúng ta cần phải chú ý đến chỉ số protein để phát hiện sớm biến chứng thận ở bệnh nhân đái tháo đường, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là cái câu hỏi thảo luận số 2. Như vậy thì các xét nghiệm thường xuyên hàng tháng bệnh nhân được sử dụng, đúng không ạ, ít nhất là định lượng glucose máu lúc đói, đúng không ạ, có thể thêm tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số tùy từng cơ sở như các bạn nhé, chứ không được nhiều như này đâu ạ. Vâng, cái fructosamine này cũng không, đúng không ạ? Và nhiều tiền ạ. Và các bạn chú ý đấy. Đây ví dụ xét nghiệm định lượng glucose máu lúc đó tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thảo luận thứ 3 đó là các xét nghiệm sử dụng để theo dõi định kỳ đái tháo đường. Cũng có 54 câu trả lời. Vâng. HB1C, xét nghiệm HB1C, và các bạn đều đồng thuận rất cao, đúng không? Phần lớn là tất cả các bạn đều cho rằng HB1C ok, đúng không? Bởi vì là tần suất tối thiểu theo khuyến nghị của Bộ Y tế, đúng không? 3 tháng một lần,
Và vậy định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, thậm chí có những bệnh nhân 1 năm, nếu như bệnh nhân kiểm soát tốt nồng độ gluco thì chúng ta sẽ cho cái diện xét nghiệm HB1C, đúng không? Có khi 1 năm mới được 1 lần. Còn những bệnh nhân kiểm soát tốt, rối loạn nhiều, đúng không? Và kiểm soát không tốt, xin lỗi ạ. Và thì cái tần suất xét nghiệm HB1C sẽ dày hơn. Vậy thì ngoài HBA1C ra, chúng ta có thể làm thêm những cái xét nghiệm gì nữa? Vâng, ở đây cô thử xem nào. Phần trăm HB1C. Vâng, ở đây thì cô nhìn sơ qua thì chưa thấy có bạn, đúng không ạ? Làm đầy đủ. Vâng, vậy thì không biết là nhóm chuẩn bị, đây cũng là một câu hỏi của nhóm chuẩn bị nội dung này, đúng không? Vậy thì để xem là nhóm chuẩn bị chúng ta sẽ sử dụng những xét nghiệm nào. Vâng, đây đại đa số các bạn cho rằng HB1C thì ok, đúng không? Và ngoài ra thì còn có xét nghiệm nào nữa thì để lát nữa chúng ta sẽ xem là nhóm chuẩn bị nội dung câu hỏi này các bạn sử dụng bị như thế nào. Một cái câu hỏi nữa cũng là cái câu hỏi thảo luận mà các bạn đã được thực hiện rồi. Đó là tăng gluco máu và hạ gluco máu hiện tượng nào nguy hiểm hơn? Tại sao? Thì cô lướt qua rồi thì tất cả các bạn đều là hạ gluco máu, đúng không? Vậy thì các bạn đều đã biết là hạ gluco máu nguy hiểm hơn, đúng không? Vậy thì đối với bệnh nhân đái tháo đường, tại sao? Năm nay chúng ta năm thứ nhất rồi, đúng không? Chuẩn bị 5 năm nữa, nhanh lắm thôi các bạn ạ. Vâng, vèo một cái lại hết 5 năm, các bạn lại ra trường làm bác sĩ. Vậy thì các bác sĩ tương lai khi mà chúng ta về, chúng ta lại ở làm một đơn vị quản lý và theo dõi bệnh nhân đái tháo đường, thì các bạn cần phải chú ý gì đối với bệnh nhân đái tháo đường ạ? Nào, bạn nào biết tập mic trả lời giúp cô nào. Câu hỏi của cô các bạn đã rõ chưa ạ? Với câu hỏi là tăng gluco máu và hạ gluco máu hiện tượng nào nguy hiểm hơn, thì các câu trả lời, 54 câu trả lời của các bạn đều cho rằng là hạ gluco máu nguy hiểm hơn. Vậy thì khi mà chúng ta đã nhận thức được là hạ gluco máu nguy hiểm hơn rồi, thì áp dụng vào thực hành nghề, đúng không? Ở bệnh nhân đái tháo đường thì các bạn cần phải chú ý gì nào? Khi mà các bạn ra trường, các bạn được làm ở đơn vị quản lý theo dõi bệnh nhân, điều trị bệnh nhân đái tháo đường, thì chúng ta cần phải chú ý gì ạ? Nào, bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào. Theo cô là chú ý biến chứng của nó. Biến chứng của nó như thế nào đấy ạ? Có thể biến chứng thận, biến chứng mạch máu, biến chứng về có thể làm hạ đường huyết nữa, hoặc là biến chứng toàn. Hạ đường huyết thì làm như nào ạ? Tức là từ đái tháo đường nó cũng có thể biến chứng gây đến hạ đường huyết nữa. Hạ đường huyết thì phải làm như nào ạ? Em chưa biết em. Rồi, cảm ơn bạn Duy. Đương nhiên là chúng ta phải chú ý đến hạ đường huyết rồi. Như hạ đường huyết thì chúng ta sẽ có hành động như nào, đúng không ạ? Vâng. Thì đây các bạn cần chú ý. Rồi, mời bạn nói xong như thế. Hạ đường huyết thì nên khuyên bệnh nhân là, nếu mà bệnh nhân đã từng nghỉ rồi thì nên khuyên bệnh nhân là đi đâu thì nên mang theo một ít kẹo hay là một ít gì đi. Phòng khi hạ đường huyết thì cần có cái dùng ngay, không nguy hiểm ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tiến. Ở đây là như vậy là vì hạ gluco huyết có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh, đúng không? Do vậy là từ cái nhận thức chúng ta đưa ra hành động luôn, đúng không? Khi mà các bạn quản lý bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường mới mắc, bệnh nhân chưa dò được liều thuốc phù hợp nhá. Đái tháo đường thì có thể kiểm soát nồng độ gluco bằng đường uống hoặc là bằng đường tiêm. Đường tiêm insulin thì các bạn lưu ý là khi mà dò liều insulin chúng ta phải dò ở cơ sở y tế, để khi mà bệnh nhân hạ gluco máu quá mức chúng ta có thể truyền tĩnh mạch ngay. Còn với những bệnh nhân đái tháo đường mới mắc, kiểm soát nồng độ gluco bằng đường uống thì chúng ta cũng phải tư vấn cho người bệnh là triệu chứng của hạ gluco huyết là gì. Khi mà thấy có vã mồ hôi, bụt rụng chân tay, đó là dấu hiệu sớm của hạ gluco huyết, đúng không ạ? Cách phòng hạ gluco huyết như thế nào? Khi mà thấy có hiện tượng như vậy thì làm sao ạ? Bệnh nhân đái tháo đường mới mắc luôn luôn phải là mang theo người cái bánh, cái kẹo hoặc hộp sữa, đúng không ạ? Mặc dù người bệnh được khuyến cáo là không ăn những thức ăn cung cấp gluco trực tiếp cho máu, đúng không ạ? Cung cấp gluco trực tiếp cho máu, nhưng
trong trường hợp mà có biểu hiện hạ glucose thì người bệnh phải ngay lập tức gì ạ? Ăn cái bánh, cái kẹo hoặc là uống sữa để làm sao ạ? Tăng nồng độ glucose huyết lên, đúng không? Tránh hạ glucose quá mức có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh. Thì đấy là cái điểm mà các bạn cần chú ý nhá. Từ lý thuyết là chúng ta thấy hạ glucose nguy hiểm hơn, chúng ta vận dụng vào thực hành nghề là diện bệnh nhân đái tháo đường mới chẩn đoán, chúng ta phải tư vấn cho người bệnh nhận biết được dấu hiệu hạ glucose là gì, cách phòng như thế nào để người bệnh không hạ glucose quá mức. Thì đấy là cái phần mà trên cơ sở các bạn làm, đúng không ạ? Vâng. Thì tóm lại, thứ nhất là xét nghiệm để chẩn đoán đái tháo đường. Đối với các cơ sở y tế chưa làm được HB1C, chúng ta vẫn phải dựa vào định lượng glucose máu lúc đói. Còn làm được HB1C rồi thì chúng ta sẽ làm thêm HB1C, đúng không ạ? Tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số thì không có giá trị để chẩn đoán, nhưng đấy là cái xét nghiệm thêm vào để làm tăng cái thu cho các cơ sở y tế mà thôi, đúng không ạ? Còn nếu như người bệnh mà người ta không có kinh phí để chi trả, đúng không ạ? Và bảo hiểm y tế mà người ta không chi trả thì chúng ta có thể không sử dụng cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số. Nhé các bạn nhé. Xét nghiệm để theo dõi thường xuyên, đúng không ạ? Và xét nghiệm để theo dõi định kỳ thì đây là câu hỏi thảo luận, thì có lẽ là thường xuyên lúc nãy cô cũng đã nhắc rồi. Vậy thì đặc biệt là câu hỏi định kỳ thì chúng ta sẽ thực hiện những xét nghiệm nào, thì phần này là phần chuẩn bị nội dung của các bạn rồi. Do vậy là sẽ mời các nhóm các bạn chuẩn bị nội dung thảo luận. Còn cái cuối nữa là cái câu hỏi đấy mà lần trước mà các bạn đã được thảo luận ở cái hình như bài lý thuyết, đúng không ạ? Thì lưu ý là cái hạ glucose máu rất nguy hiểm, đúng không ạ? Tùy theo cái mức độ hạ, đúng không ạ? Thường nhất là người ta là theo những cái nghiên cứu người ta cho rằng là nồng độ glucose máu là 1,8 mmol trên lít hoặc 1,9 mmol trên lít là cái mức mà có thể nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh, có thể dẫn tới hôn mê. Vâng, do vậy là chúng ta phải tư vấn cho người bệnh nhận biết được cái dấu hiệu của hạ glucose, phòng hạ glucose như thế nào để không ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh. Thì đấy là cái phần mà cô muốn chia sẻ với các bạn. Còn tiếp tục bài ngày hôm nay thì mời các nhóm, các bạn đã chuẩn bị nội dung thảo luận thì mời các nhóm sẽ chuẩn bị nội dung thảo luận ạ. Okay. Mời nhóm chuẩn bị câu hỏi thảo luận số 7, số 8 đúng không ạ? 7, 8, 9. Có 5 câu đúng không ạ? Vâng, mời các bạn, mời các nhóm đi ạ. Thưa cô, thì hôm nay em sẽ thay mặt cho nhóm 1 để trả lời câu hỏi thảo luận số 7. Đó là câu hỏi là những xét nghiệm được thực hiện hàng tháng hay là xét nghiệm thường xuyên ở bệnh nhân đái tháo đường. Thì đây là những xét nghiệm mà em tìm hiểu được để thường xuyên được sử dụng. Đầu tiên là xét nghiệm đường niệu, thứ hai là xét nghiệm glucose máu ngẫu nhiên, thứ ba xét nghiệm glucose máu lúc đói, xét nghiệm glucose máu 2 giờ sau khi ăn, nghiệm pháp tăng glucose bằng đường uống hoặc là đường tiêm, xét nghiệm AST/ALT. Đầu tiên là xét nghiệm đường niệu hay là glucose nước tiểu, thì xét nghiệm glucose niệu được thực hiện bằng hai cách, đó là định tính với thuốc thử serolin và định lượng bằng máy xét nghiệm nước tiểu, tức là xét nghiệm nước tiểu 10 thông số. Nước tiểu sẽ được phản ứng với hóa chất trên thanh test thử để tạo màu, độ đậm màu sẽ tỷ lệ thuận với nồng độ glucose trong nước tiểu và được đo bằng máy hoặc là bất thường. Tiếp theo là bình thường thì glucose sẽ được tái hấp thu gần như hoàn toàn tại ống thận, thì chỉ có khoảng 0,5 mmol tồn tại trong 24 giờ, cho nên các xét nghiệm thông thường thì không phát hiện được glucose trong nước tiểu và lúc này nó cho kết quả là âm tính. Còn với ngưỡng của thận với glucose là khoảng 8,9 đến 10 mmol trên lít, thì khi lượng đường trong máu nó vượt quá cái giá trị này thì thận sẽ không tái hấp thu được hết, thì cái glucose máu sẽ xuất hiện ở trong nước tiểu ạ. Phương pháp này thì còn một số hạn chế, đó là do một số bệnh nhân có thể có ngưỡng thận thấp, đường máu chưa cao nhưng mà đã xuất hiện glucose trong nước tiểu. Vì vậy
xét nghiệm thêm ure và creatinine để đánh giá thêm chức năng của thận lúc này nó có bình thường hay không. Ngoài ra còn do rối loạn một số enzyme cũng làm cho xét nghiệm dương tính. Tiếp theo là định lượng gluco máu ngẫu nhiên. Thì theo ADA thì nồng độ gluco máu lúc bất ở thời điểm bất kỳ thì nó lớn hơn hoặc bằng 11 mmol trên lít, thì kèm theo các triệu chứng lâm sàng có thể kết luận bệnh nhân bị đái tháo đường. Tiếp theo là định lượng gluco máu lúc đói, thì đây là xét nghiệm phổ biến nhất mà được dùng hiện nay. Bình thường gluco huyết tương khi đói khoảng 4,4 đến 5 mmol trên lít. Nếu như xét nghiệm đường máu lúc đói, cụ thể là sau khi ăn khoảng 8 tiếng, hai lần xét nghiệm gần nhau mà nó trên 7 lớn hoặc bằng 7 mmol trên lít thì được coi là đái tháo đường. Tiếp theo là xét nghiệm gluco máu 2 giờ sau khi ăn, thì nếu sau 2 giờ sau khi ăn thấy kết quả nồng độ gluco trong huyết tương lớn hơn hoặc bằng 11,1 mmol trên lít thì được coi là chỉ điểm của bệnh đái tháo đường. Còn nếu nó nhỏ hơn 6,7 mmol trên lít thì được coi là bình thường. Tuy nhiên xét nghiệm này có một số hạn chế, đó là khó kiểm soát được thành phần ăn của bệnh nhân. Có người thì ăn nhiều cơm, nhiều rau, nhiều thịt thì nồng độ gluco cũng sẽ dẫn đến nó khác nhau. Thứ hai là khó kiểm soát chính xác thời gian của bữa ăn và khó kiểm soát sự hấp thu của thức ăn. Tiếp theo đó là nghiệm pháp tăng gluco bằng đường uống, tức là cho bệnh nhân uống khoảng 75 gluco uống bệnh 75 gluco hòa tan trong nước trong vòng 5 phút, tức là khi bệnh nhân lúc đói. Nếu kết quả ở thời điểm một vài thời điểm nhất định mà nó lớn bằng 11 mmol trên lít thì được chuẩn đoán là đái tháo đường. Người bình thường thì gluco máu sẽ đạt lên khoảng 8,3 mmol trên lít, sau đó hạ xuống dần sau 3 giờ và trở về trạng thái bình thường. Còn ở người đái tháo đường thì sau khoảng 3 tiếng thì nó vẫn không phải hạ về bình thường được, mà nó sẽ hạ một cách từ từ chậm chạp. Cho nên là ta cũng có thể, đây là một cái phương pháp xét nghiệm để chuẩn đoán, phương pháp xét nghiệm được sử dụng. Tiếp theo đó là phương pháp tăng gluco bằng đường tiêm tĩnh mạch. Thì đây là một phương pháp không phổ biến mà ít sử dụng vì gây sợ cho bệnh nhân. Nghiệm pháp được sử dụng chỉ định trong các trường hợp bệnh nhân kém hấp thu hoặc không có khả năng dung nạp gluco bằng đường uống. Sau khi tiêm thì tiến hành lấy mẫu và định lượng lại gluco 10 phút một lần trong vòng 60 phút. Cuối cùng là xét nghiệm AST-ALT. Dùng để đánh giá chức năng mức độ hủy hoại của tế bào gan, bởi vì gan và do gan có vai trò quan trọng trong chuyển hóa carbohydrate, chịu trách nhiệm cho sự cân bằng nồng độ gluco trong máu. Cho nên khi cân bằng gluco bị suy giảm, khi gan có bệnh mãn tính dẫn tới kháng insulin, không dung nạp gluco và đái tháo đường. Cho nên là bài thuyết trình của nhóm 1 em. Em xin cảm ơn thầy cô. Rồi, cảm ơn bạn Chiến đã thay mặt nhóm số 1 trình bày câu hỏi thảo luận số 1 của bài buổi ngày hôm nay, đúng không ạ? Những xét nghiệm nào được thực hiện hàng tháng, xét nghiệm thường xuyên ở bệnh nhân đái tháo đường. Vừa nãy thì chúng ta cũng đã phân tích một chút về phần này rồi. Cộng với cái phần thảo luận của nhóm số 1 đã chuẩn bị ạ. Vâng, thì trước tiên là câu hỏi bạn Chiến ạ. Theo bạn Chiến thì với cái phần mà lúc nãy các bạn vừa làm đấy ạ, chúng ta vừa phân tích ạ, thì nhóm số 1 các bạn có thay đổi lại nội dung phần trả lời cái câu hỏi thảo luận này không ạ? Em nghĩ là ở cái phần mà ở chỗ gluco niệu, xét nghiệm đường niệu ạ, thì cái phần phân tích thông số mời nước tiểu thì ta cần phải chú ý thêm cả cái cetone và protein nữa. Thứ nhất là tổng phân tích nước tiểu thì chúng ta không chỉ chú ý đến gluco niệu, đúng không ạ? Vâng, mà chúng ta chú ý thêm cái cetonic và protein. Còn thay đổi gì nữa không ạ, bạn Chiến?
Vâng, tiếp theo ạ, câu hỏi các thành viên khác của nhóm số 1 này ạ. Nào, theo các bạn, như vậy là các bạn có thay đổi gì không? Nội dung ạ. Cả em nghĩ cái xét nghiệm AST, ALT chỉ là cái để xét nghiệm thêm thôi, chứ cũng không phải là cái quan trọng. Hàng tháng đấy ạ, hàng tháng mình nhập bệnh đến đúng không ạ? Vâng. Còn gì nữa không nào? Còn gì nữa không em? Em lia qua từng slide cô, với lúc nãy cô thấy có cái gì đó nhưng bây giờ rồi tiếp nữa. Sự nhập nghiệm pháp tăng đường huyết ạ. Cái chỗ nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đó em ơi, cô nhớ ra rồi. Nữa thời điểm ấy, nữa đi em ơi. Đây, từ từ, dừng lại đây nha. Lúc nãy là hình như cô còn nhìn thấy cái chỗ nào là 6,7, cái mốc gluco là 6,7 mmol trên 6,7 mmol trên lít là các bạn cần phải chú ý nha. Ở đây ạ, nha, các bạn cần chú ý ạ. Không biết là các bạn tham khảo ở đâu, nhưng mà cái phần này cô cũng đã gửi cái phần tài liệu tham khảo liên quan tới cái ca lâm sàng rối loạn chuyển hóa glucid này. Ở trong cái folder tài liệu tham khảo là gồm có hướng dẫn của Bộ Y tế đúng không ạ? Cũng như là hình như cô có để cái tài liệu bệnh học nội để các bạn, vì là các bạn tiếp cận ca lâm sàng, các bạn chưa biết bệnh lý đó là gì thì cô cung cấp cái tài liệu chính thống. Và mặc dù nó cũng hơi cũ rồi nhưng mà tài liệu của, gọi là giáo trình thì cập nhật nó cũng chỉ hơn một chút thôi đúng không ạ? Vâng, cập nhật thường là những cái phương pháp chẩn đoán và điều trị thôi, còn ở đây là với mong muốn là cung cấp cho các bạn một chút các bạn hiểu là cơ bản cái bệnh đó là gì, thì cái tài liệu đó đọc cũng được bởi vì file mềm thì chỉ có những cái tài liệu cũ thôi, mới thì đương nhiên là người ta cũng sẽ không thể lấy được những cái tài liệu mới đúng không ạ? Và thì cô cũng đã gửi vào cái folder đó, không biết các bạn đã đọc chưa, nhưng ở đây nhé các bạn lưu ý nhá, là nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đó ấy, chúng ta phải nói rằng là uống 75g gluco. Vâng, thường nhất bây giờ người ta sẽ là 250ml gluco 30% và định lấy máu định lượng ở hai thời điểm G0 đó là trước lúc đói đó, trước khi uống 75g gluco. Sau đó uống 75g gluco thì sau 2 giờ người ta sẽ lấy máu và làm lại tại thời điểm G2 nha các bạn nhá. Chứ không phải làm 30 60 90 đâu nhé các bạn nhá. Là cần phải chú ý như vậy. Là cái nghiệm pháp tăng đường huyết lúc đói. Còn nếu như ở phụ nữ có thai thì người ta có thể là lấy tại thời điểm G0 và lúc đói G1 sau uống 75g gluco 1 giờ đúng không? Và có thể uống 50g, ở phụ nữ có thai thì nó hơi khác một chút. Cụ thể thì ở buổi ca lâm sàng thứ 3, thảo luận ca lâm sàng thứ 3 chúng ta sẽ có cái nghiệm pháp mà tăng đường huyết lúc đói ở phụ nữ có thai đúng không ạ? Vâng. Thì các bạn chú ý như vậy là có thể G1 này, G0, G1, G2, thậm chí là G3 nữa. Thì đấy là cái điểm khác biệt ở phụ nữ có thai so với các đối tượng khác nhé. Vậy là các bạn chú ý là như vậy, thì nếu mà có chăng thì có 60 phút, 120 phút và 180 phút thôi. Không có 30 và 90 nhá. Thì đấy là cái điểm mà các bạn cần chú ý ạ. Rồi, với cái phần trình bày như vậy, trước thì cô vẫn tiếp tục câu hỏi các bạn thành viên trong nhóm ạ. Vâng, bạn Chiến thì thay đổi như vậy, còn các thành viên khác thì các bạn thay đổi như nào đấy ạ? Nào, sau khi chúng ta nghe phần thảo luận rồi, các bạn có thay đổi gì ạ? Mời các thành viên khác của nhóm số 1 nào. Đằng trên đây các em ơi. Nào, các bạn có thay đổi gì không ạ? Lúc nãy là câu này là cô cũng đã trao đổi với các bạn rồi đúng không ạ? Vâng. Chúng ta không thể được nhiều xét nghiệm như này đâu đúng không ạ? Thứ nhất là gì ạ? Các xét nghiệm thường xuyên sử dụng hàng tháng thì ít nhất là định lượng glucose máu lúc đói đúng không ạ? Có thể người bệnh có thể được làm thêm cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số thôi đúng không ạ? Vâng, và 10 chỉ số chúng ta chú ý những cái chỉ số nào, còn lại là các xét nghiệm khác thì chúng ta sẽ không được thực hiện nhé các bạn nhé. Và cô xin lỗi một chút ạ. Alo. Ở câu hỏi này các bạn không hỏi gì nữa,
thì chúng ta để cô hỏi lại một chút, cô hỏi một bạn nữa. Vậy thì cuối cùng, vậy thì các xét nghiệm được theo dõi thường xuyên ở bệnh nhân đái tháo đường gồm xét nghiệm nào? Mời bạn Phượng ạ. Nào, bạn Phượng chốt cho cô một câu nào. Em thưa cô, đó là các xét nghiệm được theo dõi thường xuyên thì nên dùng xét nghiệm gluco huyết lúc đói ạ, và có thể dùng thêm xét nghiệm nước tiểu 10 thông số nữa. Rồi, cảm ơn bạn Phượng, các bạn nghe rõ nha. Rồi, nếu câu hỏi này các bạn không hỏi gì nữa thì cảm ơn phần trình bày của nhóm số 1 ạ. Tiếp theo ạ, mời nhóm số 2 ạ. Mời nhóm số 2 đi các em. Cô em thay mặt nhóm 2 để trả lời câu hỏi của nhóm là những xét nghiệm nào được thực hiện từ 3 đến 6 tháng định kỳ ở bệnh nhân đái tháo đường và tại sao ạ? Rồi, mời bạn. Thứ nhất là xác định xét nghiệm HbA1c ạ. Xét nghiệm định kỳ 3 đến 6 tháng để xác định mức độ HbA1c đang ở giai đoạn nào. Theo dõi đánh giá mức độ thường xuyên, mức độ của đường huyết thay đổi như thế nào. Rồi, dừng lại ở cái slide trước của cô. Các bạn chú ý nha, chẩn đoán chứ không là chuẩn nha, tiêu chuẩn còn chẩn đoán nha. Rồi, mời em tiếp tục, không dùng là chẩn đoán ạ. Tiếp theo là xác định xét nghiệm glucose máu ạ. Đặc biệt là bệnh nhân điều trị bằng insulin để theo dõi máu và duy trì nồng độ glucose huyết. Xét nghiệm glucose máu giúp xác định và chữa trị kịp thời các bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Nhất là đến xét nghiệm ure creatinine, do hoạt động nhiều glucose đi qua cầu thận và gây đến ảnh hưởng chức năng bài tiết của thận. Xét nghiệm AST, ALT khi dùng thuốc để điều trị bệnh đái tháo đường chuyển hóa hầu hết xảy ra ở gan và điều trị lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan. Là xét nghiệm AST và ALT để đánh giá chức năng gan và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Rồi, câu hỏi. Cô xin lỗi, câu hỏi bạn Hằng và các bạn nhóm số 2 một chút ạ, là AST, ALT là xét nghiệm để đánh giá chức năng của gan đúng không? Rồi, tại sao lại là không? Nó là xét nghiệm gì hả bạn Tú, Công Tú? Bạn Công Tú. Vậy thì AST, ALT là cái xét nghiệm gì nhỉ? Bạn Tú. Nó là xét nghiệm gì bạn Tú ơi? Đúng, để xét nghiệm đánh giá chức năng gan, đó là định lượng albumin, đúng không ạ? Và đánh giá chức năng tổng hợp, và chức năng của gan thì quan trọng nhất là chức năng tổng hợp protein albumin, xét nghiệm định lượng albumin. Vậy thì AST là tên là xét nghiệm gì bạn Tú ơi? Đây là cái xét nghiệm gì đánh giá tổn thương hủy hoại tế bào gan các bạn nhá. Các lâm sàng sơ gan các bạn học rồi, đúng không? Bài enzyme chúng ta ở trong phần enzyme là cũng đã
cái tổn thương ở tế bào gan thì không rõ, nhưng xét nghiệm đánh giá ứ mật và đánh giá chức năng gan là đã có rồi đúng không? Đấy là ở trong giáo trình. Còn ở bài ca lâm sàng thì chúng ta có hai buổi ca lâm sàng, chúng ta đã rất rõ các nhóm xét nghiệm ở bệnh thường sử dụng ở bệnh nhân gan mật rồi đúng không ạ? Rồi, mời nhóm số 2 tiếp tục ạ. Bạn câu trả lời của nhóm em đến đây là hết rồi. À, rồi, cảm ơn bạn Hằng. Như vậy thì bạn Hằng đã thay mặt nhóm số 2 trình bày các xét nghiệm thường xuyên, à định kỳ đúng không ạ? Ở bệnh nhân đái tháo đường thì thứ nhất các bạn nên đưa ra là cái xét nghiệm HB1C. Thứ hai là ure creatinine. Vâng, em back lại cái slide đấy giúp cô nào. À, xét nghiệm ure creatinine thì các bạn nói rằng là do hoạt động nhiều, gluco đi qua cầu thận và ảnh hưởng tới chức năng bài tiết của thận. Vâng, cái này có đúng không nhỉ các bạn nhỉ? Cái này có đúng không? Đúng không nhỉ cô? Cô đưa ra cái xét nghiệm của nhóm mình là đó là có HB1C này, đó là định lượng ure creatinine và định lượng xác định hoạt độ của AST, ALT đúng không? Các bạn còn thêm cái gì không nhỉ? Thế thôi đúng không? À, bạn Hằng? Dạ vâng. Rồi. Vậy thì định lượng ure creatinine đây là để làm gì, là gluco đi qua cầu thận ảnh hưởng tới chức năng bài tiết của thận hay là vì lý do gì nhỉ? Chào các bạn. À, mời các bạn khác. Gluco cái này nó không phải là gluco đi qua cầu thận nó bị ảnh hưởng chức năng của thận, mà là mình xét nghiệm chức năng của thận bằng ure với creatinine để xem chức năng của thận có bình thường hay không. Tại vì một số trường hợp là bệnh nhân có ngưỡng thận thấp nên đường máu chưa cao mà trong nước tiểu thì đã có gluco rồi. Thế thì định lượng ure creatinine ý nghĩa trong cái trường hợp là xét nghiệm để theo dõi đái tháo đường thì là như thế nào nhỉ? Tức là ở cái phân tích nước tiểu ấy, thì trong nước tiểu sẽ có gluco, nhưng mà một vài trường hợp bệnh nhân không đái tháo đường nhưng mà vẫn có gluco trong nước tiểu, bởi vì ngưỡng thận của người ta thấp, gluco không được tái hấp thu hoàn toàn. Tức là dùng cái ure với creatinine này để kiểm tra thêm cái thận nó có bình thường hay không, chức năng thận có tốt hay không. Cảm ơn bạn Chiến. Trong trường hợp bạn Chiến vừa trình bày thì các bạn thấy rằng là có những trường hợp mà nồng độ gluco trong máu không tăng đúng không, nhưng ngưỡng gluco của thận giảm, do vậy là vẫn xuất hiện gluco ra ngoài nước tiểu, đó là trường hợp mà đái tháo đường dưới ngưỡng. Và thường gặp nhất đó là trong trường hợp bệnh thận bẩm sinh thôi các bạn ạ. Vâng, thì chúng ta cũng không đề cập tới cái trường hợp là đái tháo đường dưới ngưỡng. Ở đây là chúng ta đang nói rằng là đái tháo đường trên ngưỡng. Và đặc biệt là liên quan tới đái tháo đường gia tụy đây đúng không ạ? Vâng, thì đây là vậy thì các xét nghiệm định kỳ theo dõi ở người bệnh thường sử dụng để dạng định kỳ ở bệnh nhân đái tháo đường gồm những cái xét nghiệm nào? Thì thứ nhất chúng ta phải nói đến rằng là dạng định kỳ 3 đến 6 tháng, thậm chí lúc nãy cô đã trao đổi thậm chí là 1 năm với những cái trường hợp kiểm soát tốt nồng độ gluco thì người bệnh sẽ được làm cái xét nghiệm HB1C một lần. Vâng, thì thứ nhất là HB1C chúng ta phải khẳng định. Vậy thì cái định kỳ này người bệnh đương nhiên là người ta vẫn phải làm cái xét nghiệm thường xuyên rồi đúng không ạ? Đó là định lượng gluco máu lúc đói tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số đúng không ạ? Vâng. Và thêm nữa người ta được làm cái HB1C. Hơn nữa, người ta có thể được làm những cái xét nghiệm như sau và lý do là như sau ạ. Thứ nhất là vì bệnh nhân đái tháo đường phải kiểm soát gluco bằng các thuốc. Các thuốc thì bao giờ cũng thế sẽ được chuyển hóa qua gan và thải trừ qua thận. Do vậy không thường xuyên nhưng định kỳ, người ta sẽ xem là vậy thì sử dụng thuốc đó có ảnh hưởng tới gan hay không, đúng không ạ? Có độc tính gì với gan hay không? Thì dấu hiệu sớm nhất của bệnh gan đó là có tổn thương ở tế bào gan. Do vậy là không thường xuyên, định kỳ người ta sẽ xét nghiệm xác định hoạt độ của AST, ALT là vì vậy. Bằng các thuốc có thể có độc tính với thận, và hơn nữa thì ở bệnh nhân đái tháo đường, các bạn chú ý nhé, có rất nhiều biến chứng mạch máu đúng không? Và biến chứng thận, đặc biệt là biến chứng bệnh thận mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường là khá thường gặp. Do vậy không thường xuyên
Vâng, như định kỳ thì chúng ta cũng xem là chức năng thận nó như thế nào. Vâng, bằng cái xét nghiệm thường sử dụng nhất đó là định lượng ure, định lượng creatinine. Nếu như phải lựa chọn một thì chúng ta sẽ định lượng creatinine. Tại sao thì trong phần bài chuyển hóa protein chắc là các cô cũng đã trao đổi với các bạn rồi. Thì đấy là cái xét nghiệm thứ tiếp theo. Cái xét nghiệm nữa mà cũng không thường xuyên định kỳ được thực hiện ở người bệnh nhân đái tháo đường. Đó là bệnh nhân đái tháo đường, đầu tiên là rối loạn chuyển hóa glucid, đúng không ạ? Tăng nồng độ glucose trong máu, cơ chế tăng như thế nào thì buổi thảo luận trước chúng ta đã được tìm hiểu rồi. Vâng, và rối loạn chuyển hóa glucid dẫn tới rối loạn chuyển hóa lipid, do vậy không thường xuyên định kỳ. Nhưng mà định kỳ thì chúng ta cũng xét nghiệm về lipid máu. Bộ xét nghiệm lipid máu đầy đủ gồm 4 chỉ số. 4 chỉ số đó gồm những chỉ số nào thì sau khi thảo luận xong ca lâm sàng đái tháo đường, chúng ta sẽ học được học phần chuyển hóa hóa học, chuyển hóa lipid và ca lâm sàng rối loạn lipid máu thì chúng ta sẽ được biết xong. Thì đấy là các xét nghiệm định kỳ ở bệnh nhân đái tháo đường gồm những cái xét nghiệm như vậy. Còn ngoài ra thì tùy tình trạng ạ, ví dụ như bệnh nhân mà cơ sở người ta làm được cái xét nghiệm gì ạ, để phát hiện biến chứng thận sớm, biến chứng sớm hơn nữa biến chứng thận ở bệnh nhân đái tháo đường, thì người ta có thể định lượng microalbumin niệu, đúng không ạ? Vâng. Còn các bạn cũng hay đề cập tới đó là xét nghiệm định lượng beta hydroxybutyrate butyrat ạ. Vâng. Trước đây thì người ta đối với những trường hợp mà đái tháo đường không kiểm soát tốt nồng độ gluco, rất dễ có nhiễm biến chứng nhiễm acetone ạ, thì người ta có thể phát hiện xem cetonic niệu. Nhưng hiện nay thì thay vì xét nghiệm cetonic niệu ít có giá trị hơn thì người ta có thể định lượng beta hydroxybutyrate ở trong máu. Và thì đấy là tùy theo cái tình trạng của người bệnh cũng như là tùy theo cái cơ sở y tế mà các bạn có thể thực hiện được những cái xét nghiệm nào, thì chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm để phát hiện sớm các biến chứng của người bệnh. Thì đấy là nội dung câu hỏi thảo luận số 8. Câu hỏi thảo luận này các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Vâng, nếu các bạn không hỏi gì nữa thì cảm ơn phần trình bày của nhóm số 8, số chuẩn bị nội dung câu hỏi số 2 đúng không ạ? Vâng, mời nhóm chuẩn bị câu hỏi thảo luận số 3. Cô và các bạn thấy phần trình bày của em chưa ạ? Cô thấy rồi. Vâng ạ. Em thay mặt nhóm 3 trình bày phần bài thảo luận của nhóm em ạ. Ca lâm sàng của nhóm em là bệnh nhân nữ 60 tuổi có tiền sử đái tháo đường 10 năm nay. Bệnh nhân đã được lập sổ theo dõi khám đái tháo đường tại bệnh viện tỉnh và định kỳ bệnh nhân được tái khám một lần trên tháng. Khoảng 4-5 tháng tái khám gần đây thì kết quả xét nghiệm glucose máu của bệnh nhân trong khoảng 8-9 mmol trên lít, tổng phân tích nước tiểu có protein 1 cộng. Câu hỏi đưa ra là lần tái khám tháng tiếp theo bệnh nhân có thể được làm những xét nghiệm nào? Đầu tiên là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu protein 1 cộng, vì bệnh nhân có tổn thương các mạch máu nhỏ ở thận làm protein thoát ra ngoài. Vì vậy cần làm các xét nghiệm để kiểm soát và điều trị biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường. Tiếp theo là xét nghiệm HbA1c để phản ánh tình trạng glucose máu, xem đã kiểm soát tốt hay chưa. Tiếp theo là xét nghiệm microalbumin niệu để định lượng phát hiện sớm biến chứng của thận ở bệnh nhân đái tháo đường. Tiếp theo là xét nghiệm creatinine máu. Creatinine được đào thải qua thận phản ánh chính xác chức năng lọc của thận, nên để chuẩn đoán và đánh giá chức năng thận. Tiếp theo là định lượng beta hydroxybutyric, định lượng tăng cao trong trường hợp nhiễm cetonic. Xét nghiệm glucose huyết tương lúc đói để đo lường mức độ glucose trong máu còn giúp người bệnh đánh giá hiệu quả điều trị. Tiếp theo là xét nghiệm ure, cuối cùng là xét nghiệm tổn thương hủy hoại tế bào gan AST-ALT và xét nghiệm lipid máu LDL cholesterol, triglyceride, HDL cholesterol và cholesterol toàn phần ạ. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe trình bày của nhóm em.
À, rồi cảm ơn bạn Luyến đã thay mặt nhóm số 3 trình bày câu hỏi thảo luận. Tóm lại là bệnh nhân này các bạn sẽ chỉ định bộ xét nghiệm nào ạ? Bạn Luyến. Em thưa cô là ở bệnh nhân thì chỉ định xét nghiệm HbA1c microalbumin hiệu là xét nghiệm nước tiểu 10 thông số ạ. À rồi, cảm ơn bạn Luyến. Ở đây ạ, tại sao lại có hai câu hỏi thảo luận trước? Câu hỏi thảo luận số 1 là các xét nghiệm thường xuyên hàng tháng được sử dụng bệnh nhân đái tháo đường, đúng không? Câu hỏi thảo luận tiếp theo đó là các xét nghiệm diện định kỳ ở bệnh nhân đái tháo đường, đúng không? 3, tần suất 3, 6 tháng, 9 tháng, thậm chí là có những trường hợp 5, đúng không? Và là để phục vụ cho các bạn làm bài tập thảo luận này đấy các bạn ạ, đúng không ạ? Vâng. À, với cái ca lâm sàng, đây để cô xem lại ca lâm sàng nha, là gì ạ? À, bệnh nhân khoảng 4 đến 5 tháng gần đây, ạ? À, kết quả của người bệnh trong khoảng 8 tới 9 mmol trên lít tổng phân tích nước tiểu có dạ protein 1 cộng. Như vậy là lần tái khám này của người bệnh có thể rơi vào cái mức là dạ 6 tháng, thời điểm 6 tháng. Và người bệnh này lại hơn nữa là bệnh nhân có protein niệu và nồng độ gluco là ở cái mức kiểm soát không tốt, thường ở trong khoảng từ 8 tới 9. Chính vì vậy là tháng này thì bệnh nhân sẽ được làm bộ xét nghiệm gì ạ? À, bạn Luyến. Làm bộ xét nghiệm gì em? Bạn Luyến ơi. À, em nói cô là xét nghiệm creatinine liệu ạ? Rồi, phải tổng thể. Câu hỏi thế là câu hỏi tự hỏi. Nào, bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào. Câu hỏi là câu hỏi cái tổng quát đấy các bạn ạ, đúng không ạ? Vâng, tại sao lại có câu 1, câu 2 đấy ạ? Và có lý do đấy ạ. Sau đấy thì là từ cái trên cơ sở mà các bạn biết như vậy rồi, các bạn vận dụng vào từng ca lâm sàng này để các bạn chỉ định đấy các bạn ạ, đúng không ạ? Vâng. Nào, bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào. Bạn nào biết bật mic trả lời giúp cô nào. Mời bạn Duy nào. Thì Duy nhỉ? Em là cô là... Em cô. À, em sẽ xét nghiệm HB1C ạ. Và cô lúc đói cũng mới cả xét nghiệm nước tiểu 10 thông số rồi. Bởi vì bệnh nhân này là 4-5 tháng trước thì là có kết quả như thế thì mình phải đến tầm 5 tháng sau, tức là cái tái khám lần sau này thì mình sẽ nên làm xét nghiệm HbA1c để kiểm tra cái lượng gluco tại 4-5 tháng trước ấy thì nó như thế nào và cộng thêm xét nghiệm gluco. Cảm ơn bạn Duy. À, ở đây cô không hỏi cụ thể ở đây là nhóm này các bạn ấy đưa ra rồi đúng không? Ở đây là gì ạ? Ở đây là định kỳ là thường xuyên đến thời điểm là 5 tháng rồi đúng không? Vâng, 4-5 tháng người ta không nhớ rõ lắm nhưng mà ở đây là có thể là cái mốc 5 rồi. Thì tháng kế tiếp này thì người bệnh sẽ được làm bộ xét nghiệm gì ạ? Định kỳ đúng không ạ? Vậy thì định kỳ gồm những xét nghiệm nào chúng ta lấy ở trên chúng ta áp xuống đúng không? Ít nhất là thứ nhất là HbA1c đúng không? Thứ hai nữa là gì ạ? Cái ALT để xem là chức năng gan, là có tổn thương hoại tế bào gan hay không đúng không? Chức năng thận như thế nào và có thể là xem là lipid máu như thế nào, tối thiểu là như vậy. Còn ở nhóm số 3 này ạ, các bạn đưa ra là cái xét nghiệm định lượng beta hydroxybutyric đúng không các em ơi? Hôm nay cô nghe thấy là có beta hydroxybutyric thì bệnh nhân này có được làm hay không? Vâng, thì đây ạ. Với cái mức gluco 8 tới 9 này ạ. Vâng, thì chúng ta chưa cần thiết phải làm. Vâng. À, theo cái khuyến cáo ấy, vâng, rất nhiều nghiên cứu người ta đưa ra là nhiễm toan ceton có thể xuất hiện khi mà người bệnh thường xuyên không kiểm soát tốt nồng độ gluco. Vâng, rất không tốt. Và người ta đưa ra tiêu chí là cái nồng độ gluco ở mức là khoảng 13, lớn hơn hoặc bằng 13,8 mmol trên lít. Vâng, thì những đối tượng đó, còn đây người bệnh này ở mức 8 tới 9 thì vẫn coi như là
vẫn tạm chấp nhận được, đúng không ạ? Vâng, do vậy là thường nhất là người ta cũng sẽ xưa cái dạng xác định là có cái tình trạng nhiễm toan ceton hay không. Vâng, thì đấy là cái điểm mà các bạn chú ý. Như vậy thì ở bệnh nhân này là nhóm các bạn ấy đưa ra thì các xét nghiệm là khá đầy đủ rồi, đúng không? Tuy nhiên thì ở đây tôi hỏi một cái câu hỏi. Các bạn bây giờ là chúng ta thấy rằng bộ xét nghiệm thường xuyên này, bộ xét nghiệm định kỳ này, đúng không? Vâng, thì bộ xét nghiệm thường xuyên chúng ta thấy rằng lúc nãy chúng ta đã chốt lại thôi. À, tôi nhớ không nhầm là bạn Phương đúng không ạ? Là người cuối cùng mà cô nói hỏi bạn ấy đấy. Đó là định lượng gluco máu lúc đói này, tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số này, đúng không ạ? Vâng, là thường nhất hai cái. Còn nếu như trong điều kiện mà bệnh viện tuyến huyện người ta cho ít cái mức trần bảo hiểm y tế thấp hơn thì chúng ta cũng có thể là định lượng gluco thôi. Và người bệnh này thì chúng ta thấy rằng người ta cũng đưa ra đấy là 4-5 tháng nay người ta đều được làm hai cái xét nghiệm thường xuyên rồi, đúng không ạ? Thì lần này chúng ta có thể cho để làm cái xét nghiệm diện định kỳ. Thì định kỳ gồm những xét nghiệm nào thì nhóm số 2 lúc nãy các bạn vừa thảo luận rồi, đúng không? Đó là HbA1c, đó là ALT, đó là ure creatinin, đó là lipid máu, là những cái xét nghiệm mà có thể được thực hiện, đúng không ạ? Vâng, thì như vậy là chúng ta sẽ phải nói rằng là trong cái tình huống này thì chúng ta sẽ sử dụng bộ xét nghiệm định kỳ, đúng không? Gồm những xét nghiệm nào thì chúng ta liệt kê ra thế thôi. Các bạn rõ chưa ạ? Nha. Vâng, nếu như các bạn không hỏi gì nữa, tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo, mời nhóm chuẩn bị câu hỏi thảo luận số 4 ạ. Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 4 ạ. Sau đây em xin thay mặt nhóm 4 thuyết trình bài của nhóm mình ạ. Em đi em ơi, sao nhỉ? Nè, cô đợi bạn next slide ạ. Chuyển slide đi bạn Mận ơi. Cô em chia em nói cưới cô ạ. Rồi, bạn trình bày đi. Về trang trước bạn ơi. Em ơi cô, ca lâm sàng của nhóm em là bệnh nhân nam 55 tuổi có tiền sử đái tháo đường 7 năm nay. Bệnh nhân đã được lập sổ theo dõi đái tháo đường tại bệnh viện tỉnh và định kỳ bệnh nhân được tái khám một lần trên một tháng. Khoảng 4 đến 5 tháng tái khám gần đây, kết quả xét nghiệm glucose máu của bệnh nhân trong khoảng 8 đến 9 mmol trên lít, HbA1c trong khoảng 7 đến 7,5%. Bệnh nhân vừa được phẫu thuật ruột thừa cấp cứu, bệnh nhân được rồi làm em làm có nhớ được thì rồi mạng bị trục trặc quá nhỉ. Vâng, bệnh nhân được ra y lệnh chế độ chăm sóc vô trùng, khử dụng sử dụng kháng sinh liều cao và chế độ ăn giảm glucid. Hãy giải thích chế độ chăm sóc hậu phẫu của bệnh nhân ạ. Em ơi cô là theo cân lâm sàng thì bệnh nhân 55 tuổi có tiền sử đái tháo đường 7 năm ạ. Người mắc là trung niên,
và bệnh kéo dài ạ. Chỉ số xét nghiệm trong vòng 4 đến 5 tháng trở lại đây thì glucose huyết tương là 8 đến 9 mmol trên lít. Đây là chỉ số mắc ở người, chỉ số ở người bình thường trong khoảng từ 7 đến à từ 5 đến 7,2 mmol trên lít, cao hơn so với người bình thường ạ. Chỉ số HbA1c xét nghiệm được là 7 đến 7,5%, chỉ số ở người bình thường là 4 đến 6% cũng cao hơn so với người bình thường ạ. Từ đó suy ra bệnh nhân này đã mắc đái tháo đường type 2. Và bệnh nhân vừa mới trải qua phẫu thuật ruột thừa, vì thế nên cơ thể rất dễ nhiễm khuẩn tại vị trí vết mổ và dễ bị choáng mất sức ạ. Về chế độ hậu phẫu của bệnh nhân thì đầu tiên là ăn giảm glucid, vì do bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường đã 7 năm nay. Bằng chứng là glucose huyết tương cao, HbA1c cũng cao, nên là lượng đường huyết trong máu sẽ tăng. Chế độ ăn giảm glucid nhằm đưa lượng đường huyết trong máu thấp và ổn định hơn ạ. Về chăm sóc vô trùng, do bệnh nhân vừa được tiến hành phẫu thuật ruột thừa, cơ thể đang rất yếu và tại vị trí vết mổ rất dễ bị nhiễm khuẩn. Vì thế nên chăm sóc trong môi trường vô trùng là điều cần thiết giúp cho bệnh nhân không bị nhiễm trùng vết mổ, giảm chi phí điều trị và giảm nguy cơ tử vong. Về sử dụng kháng sinh liều cao thì điều trị nhiễm khuẩn gây nhiễm trùng bằng cách tiêu diệt ngăn vi khuẩn phát triển và nhân lên. Lượng đường huyết tăng cao có thể gây ra các biến chứng về mắt, tim mạch, thần kinh và thận nhiễm trùng ạ. Các biến chứng có thể xảy ra sau khi mổ ruột thừa là nhiễm trùng vết mổ, chảy máu kéo dài, tắc nghẽn ruột tạm thời, gây tổn thương cơ quan lân cận, áp xe ổ bụng. Bệnh nhân có thể làm thêm các xét nghiệm để theo dõi, can thiệp kịp thời để ngăn chặn xuất hiện các biến chứng ạ. Các xét nghiệm bệnh nhân có thể làm để theo dõi biến chứng. Chị đây em ơi, hết chưa? Đây là toàn bộ bài điều trị của nhóm em ạ. Rồi, cảm ơn phần trình bày của nhóm chuẩn bị nội dung câu hỏi thảo luận vừa rồi, đúng không ạ? Lúc nãy thì chúng ta đã thấy rằng là hạ gluco máu nguy hiểm hơn so với tăng gluco máu, đúng không ạ? Và do vậy là chúng ta cần phải chú ý gì khi bệnh nhân mới sử dụng thuốc, đúng không ạ? Nhưng mà tăng gluco máu cũng rất là nguy hiểm, bởi vì là môi trường gluco là môi trường rất thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn nhá. Đặc biệt chú ý những cái bệnh nhân mà có phẫu thuật, đúng không ạ? Và còn tăng gluco máu không chỉ là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn cơ, mà chúng ta còn thấy rằng là làm sao gây ra rất nhiều biến chứng, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải chú ý. Nhưng mà cái biến chứng nhiễm khuẩn này là rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Theo cái ngày đài tháo đường quốc tế hàng năm ạ. Vâng. Không biết ngày bao nhiêu tháng 12 đã, mình như mùng 1. Tự nhiên có 14 ạ. 14 tháng 11, đúng không ạ? 14 tháng 11 ạ, ngày đài tháo đường quốc tế, thì các bạn thấy rằng là mỗi năm người ta đưa ra một cái chủ đề. Và theo những con số thống kê thì bệnh nhân loét bàn chân, bàn tay, rồi là cắt cụt chi do cái biến chứng nhiễm khuẩn rất là nhiều các bạn ạ, và tỷ lệ khá là cao. Vậy thì chúng ta cần phải chú ý gì đối với những bệnh nhân đái tháo đường khi mà vào viện, mà bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu, đúng không? Và thì nếu thì chúng ta sẽ làm sao trì hoãn để kiểm soát tốt nồng độ gluco cho người bệnh, thì chúng ta hãy phẫu thuật. Còn trong trường hợp không trì hoãn được thì các bạn chú ý với những trường hợp mà đái tháo đường đang kiểm soát gluco bằng đường uống, thì khi vào viện đặc biệt là phẫu thuật thì chúng ta sẽ chuyển từ uống sang tiêm dễ dàng, bởi vì đang thực hiện tại các cơ sở y tế. Thứ hai nữa là bệnh nhân phẫu thuật thì thường nhất là sau phẫu thuật bệnh nhân vẫn phải dinh dưỡng bằng phần lớn bằng cái diện bằng đường tĩnh mạch, đúng không ạ? Mà cái gluco là cái chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy là tốt nhất là chúng ta sẽ dễ chuyển từ đường uống sang đường tiêm.
để làm sao ạ? Kiểm soát tốt nồng độ gluco cho người bệnh, để tránh cái dễ nhiễm khuẩn cho người bệnh. Còn lại cái chế độ chăm sóc hậu phẫu thì đương nhiên rồi, tất cả những trường hợp phẫu thuật chúng ta đều phải đảm bảo chăm sóc hậu phẫu, nhưng mà ở bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta cần phải chú ý hơn nữa. Và tại sao? Bởi vì nếu như chúng ta mà không kiểm soát tốt nồng độ gluco, không đảm bảo vô khuẩn, thì cái vết thương lâu liền là ở bệnh nhân đái tháo đường là rất thường gặp. Và một cái điểm nữa các bạn cũng cần phải chú ý là không chỉ chúng ta phải là diện chuyển chế độ điều trị kiểm soát gluco từ đường uống sang đường tiêm đúng không ạ, mà những cái bệnh nhân đái tháo đường ạ, vâng, vào viện phẫu thuật thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ phải là điều trị cái chống nhiễm khuẩn ạ, chúng ta điều trị bằng kháng sinh liều cao và phối hợp kháng sinh. Còn chế độ ăn thì đương nhiên rồi đúng không ạ, vâng, thì đấy là cái điểm mà các bạn cần chú ý khi mà chúng ta thực hành nghề đúng không ạ. Sau này khi ra trường thì lưu ý là với những bệnh nhân đái tháo đường thì bao giờ cũng thế, trong cái chế độ điều trị chúng ta cần phải chú ý là kiểm soát tốt nồng độ gluco, kiểm soát tốt nhiễm khuẩn để tránh cái nhiễm khuẩn sau mổ hoặc cũng như là vết thương lâu liền cho người bệnh. Thì đấy là nội dung câu hỏi thảo luận số 4 mà muốn gửi tới các bạn. Chúng ta còn một câu hỏi thảo luận nữa đúng không ạ? Ở câu hỏi thảo luận này các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Vâng, nếu ở câu hỏi thảo luận này các bạn không hỏi gì nữa thì phần tiếp theo ạ. Mời nhóm chuẩn bị câu hỏi thảo luận số 5 ạ. Chúng ta nhanh nhá. Vâng, cô hôm nay cô muộn một chút rồi nhưng mà phân tích cái kia bị lâu quá đúng không ạ? Xin chào cô ạ. Thêm vào nhóm 5 trình bày bài thuyết trình của nhóm em. Bài thuyết trình đó là bệnh nhân nữ 60 tuổi có tiền sử đái tháo đường 10 năm nay. Bệnh nhân đã được lập sổ theo dõi đái tháo đường tại bệnh viện tỉnh và định kỳ bệnh nhân được tái khám là một lần trên tháng. Lần tái khám này bệnh nhân được làm xét nghiệm và kết quả xét nghiệm như sau: sinh hóa máu glucose 8,7 mmol trên lít, HbA1c là 8,0%, xét nghiệm đánh giá chức năng thận gan bình thường, triglycerides 2,2 mmol trên lít, các chỉ số lipid máu khác bình thường, tổng phân tích nước tiểu protein là 1 cộng. Câu hỏi của nhóm em là lần tái khám tiếp theo bệnh nhân được làm những xét nghiệm nào? Đánh giá xét nghiệm thì ta thấy là sinh hóa máu glucose là 8,7 mmol trên lít, với mức bình thường là 3,5 đến 5,5 mmol trên lít. Nhận định đây là tăng. HbA1c là 8,0%, có mức bình thường là nhỏ hơn 5,7. HbA1c tăng. Triglycerides là 2,2 mmol trên lít, có mức bình thường là 1,7 mmol, dưới 1,7 mmol trên lít. Triglycerides cũng tăng cao. Tổng phân tích nước tiểu protein là 1 cộng âm tính. Bệnh sử lâm sàng thời điểm khởi phát là 50 tuổi, không nhiễm toan ketone, đái tháo đường, nhiều khả năng là đái tháo đường tiếp 2. Thông số đường huyết là glucose 8,7 mmol trên lít, HbA1c 8,0%, rối loạn lipid máu, triglycerides 2,2 mmol trên lít, chỉ số triglycerides ở mức cao, nguy cơ sơ vữa động mạch máu, động mạch mỡ máu, xuất hiện protein trong nước tiểu nhưng không có tổn thương thận, protein nhiều tháng qua, và các xét nghiệm cần làm vào lần tái khám tiếp theo là xét nghiệm glucose. Giải thích là xét nghiệm cần phải có để đánh giá nồng độ glucose, tổng phân tích nước tiểu đánh giá so với kết quả trước, xét nghiệm AST, ALT phản ánh tình trạng tổn thương ở gan, xét nghiệm mỡ máu, triglycerides, cholesterol toàn phần, LDLC, LHDLC chuẩn đoán rối loạn lipid máu, xét nghiệm
ure máu, creatinin đánh giá hoạt động chức năng gan và thận, glucosamine thể hiện nồng độ glucose trung bình trong vòng 10 đến 20 ngày trước khi lấy máu, insulin để đánh giá bài tiết insulin. Bài thuyết trình của nhóm em đây là hết. Rồi, cảm ơn bạn Thủy đã thay mặt nhóm số 5 trình bày câu hỏi thảo luận. Trước tiên câu hỏi bạn Thủy ạ, là khi mà sau khi nghe phân tích gần 2 tiết thảo luận ngày hôm nay rồi, vậy thì với câu hỏi, với cái tình huống lâm sàng này, bạn Thủy, cá nhân bạn Thủy và các thành viên khác trong nhóm chú ý nha, cũng nghe câu hỏi nha, các bạn có thay đổi gì ở cái phần ca lâm sàng này không ạ? Nào, các xét nghiệm cần làm thêm đấy ạ. Nào, trước tiên bạn Thủy ạ, sau đấy thì đến các thành viên khác trong nhóm ạ. Nào, cần trước nên nào các bạn ơi. Em thấy xét nghiệm cần làm nhất là xét nghiệm glucose máu và tổng phân tích nước tiểu, còn những cái còn lại thì có thể là không làm. Tại sao vậy? Tại sao mà chúng ta làm xét nghiệm glucose này, định lượng glucose máu lúc đói này, tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số, còn các xét nghiệm khác không làm ạ? Tại sao vậy? Lý do ạ? Theo cô là vì xét nghiệm glucose là để đánh giá nồng độ glucose ở mức độ nào và tổng phân tích nước tiểu để đánh giá so với kết quả trước là có giảm hơn không. Còn gì nữa không nào? Hết rồi. Rồi, các thành viên khác của nhóm nào? Nào, các bạn khẩn trương để được về sớm nào, nghỉ sớm nào. Đến giờ nấu cơm phục vụ bố mẹ rồi nhờ, nào khẩn trương nào. Nghỉ sớm để đi nấu cơm nào. Em ơi, em cho cô lại cái slide tên các bạn thành viên đi để cô gọi vậy. Mời bạn Hà Diệu Thanh ạ. Mời bạn Thanh em ơi. Lớp trưởng lớp mình là bạn nào nhỉ? Em ạ. Hoàng Thị Yến à? Dạ. Ghi tên lại hộ cô nha. Vâng. Hà Diệu Thanh này. Nguyễn Tiến Thành đi. Tiến Thành lúc nãy phát biểu nào. Mời bạn Thanh em ơi. Em cô em nghĩ là đầu tiên là vấn đề có glucose, xét nghiệm glucose trong máu. Tiếp đấy thì sẽ phải được xét nghiệm không chúng ta xét nghiệm đến AST, ALT. Và trong hợp này là bệnh nhân có chỉ số mỡ máu nó lên ấy, thì vẫn phải xét nghiệm mỡ máu. Còn những trường còn lại, xét nghiệm còn lại thì có thể là không làm. AST, ALT, được không? Tóm lại là bệnh nhân là xét nghiệm định lượng glucose máu lúc đói này. Tổng phân tích nước tiểu có không em? Em nghĩ là không cần thiết. Không cần, như vậy là glucose máu lúc đói, AST, ALT và triglycerides gì ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn bạn Thành. Ở đây nhé các bạn chú ý ạ, thứ nhất là ca lâm sàng này, bệnh nhân đã được cái lần khám trước là được làm xét nghiệm, bộ xét nghiệm định kỳ đúng không các bạn? Bởi vì bệnh nhân có kết quả là sinh hóa máu glucose là 8,7 mmol trên lít, HB1C 8,0%, đúng không ạ? Xét nghiệm đánh giá chức năng thận. Thực ra là tại sao phải thận trước gan? Bởi vì gan là phải làm hủy, tổn thương hủy hoại, nhưng mà viết thì dài, do vậy là xét nghiệm đánh giá chức năng thận phải gan bình thường, đúng không? Triglycerides 2,2 mmol trên lít, các chỉ số lipid máu khác bình thường, như vậy là tháng trước người bệnh được thực hiện bộ xét nghiệm định kỳ. Có đúng thế không ạ? Các bạn có thấy thế đúng thế không ạ? Đây ạ. Đúng ạ. Vâng. Được bộ xét nghiệm định kỳ về thì đương nhiên là lần khám ở tháng kế tiếp này thì người bệnh sẽ được thực hiện bộ xét nghiệm thường xuyên, có đúng thế không các em? Nha, chứ không thể như cái phần trình bày của nhóm, mặc dù là bạn Thủy lúc nãy thì bạn thay đổi lại, bạn ấy bảo là các bạn ấy chỉ làm 2 xét nghiệm thôi. Đó là định lượng glucose huyết tương lúc đói và tổng phân tích nước tiểu. Đúng không? Các bạn thay đổi lại, nhưng mà đây là tháng vừa rồi, tháng trước thì người bệnh được làm bộ xét nghiệm định kỳ. Do vậy, tháng này chắc chắn là bệnh nhân sẽ được làm
bộ xét nghiệm thường xuyên rồi, đúng không? Bởi vì là làm sao ạ? Chức năng của thận cũng như là tổn thương hoại tế bào gan thì bình thường, do vậy chúng ta nhất định là chúng ta sẽ không được làm nữa đâu ạ. Bởi vì làm nữa là các bạn phải, nếu như các bạn chỉ định ạ, là các bạn phải bỏ tiền túi của các bạn ra đền cho bảo hiểm cho bệnh nhân đấy ạ. Còn chúng ta chỉ có lăn tăn một chút thôi, đó là cái xét nghiệm định lượng triglyceride này đang tăng. Vâng, trước đây ạ thì triglyceride gọi là tăng, nếu mà theo tiêu chuẩn của Hội Tim Mạch Việt Nam năm 1999 thì phải lớn hơn 2,3 mmol trên lít mới tăng. Nhưng hiện nay thì cái nguy cơ là rối loạn lipid máu sơ vữa động mạch rất nhiều và cái tiêu chuẩn này bị hạ xuống ạ. Bây giờ là người ta theo các tiêu chuẩn thì người ta lấy ở cái mức là lớn hơn 1,7 mmol trên lít, như vậy thì nó cũng chỉ mà hơi tăng một chút thôi. Do vậy là với cái trường hợp này thì có thể chúng ta chỉ là tư vấn cho người bệnh là thay đổi chế độ ăn uống, và cái mức này thì cũng chưa cần phải điều trị. Vâng, do vậy là chúng ta có thể không cần phải định lượng. Còn nếu như mà lần tới mà chúng ta định lượng thì chúng ta phải ghi là bệnh nhân có rối loạn lipid máu thì chúng ta mới được định lượng, còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ bị đền tiền. Như các bạn lưu ý nhé. Vâng, thì nhưng mà nếu như mà để xét nghiệm triglyceride thì cũng không ai làm xét nghiệm triglyceride riêng, giống như ALT, AST bao giờ cũng cùng một cặp. Thì triglyceride tối thiểu chúng ta sẽ phải định lượng cholesterol toàn phần và triglyceride. Thì đấy là cái điểm mà các bạn cần phải chú ý. Như vậy thì ở ca lâm sàng thứ mấy nhỉ? Đây là ca lâm sàng thứ tư à? Ca lâm sàng thứ tư này thì bệnh nhân đã được thực hiện bộ xét nghiệm định kỳ tháng trước, tháng này thì người bệnh sẽ được làm bộ xét nghiệm thường xuyên thôi. Như vậy là các bạn cần chú ý nhá, là chúng ta biết là vận dụng là thường xuyên gồm những cái gì, định kỳ là cái gì, và chúng ta vận dụng vào các ca lâm sàng để chúng ta làm sao làm cho đúng, đúng không ạ? Thì đấy là câu hỏi thảo luận số 5. Ở câu hỏi thảo luận này các bạn có hỏi gì nữa không? Rồi, nếu như các bạn không hỏi gì nữa thì cảm ơn các bạn. Các bạn sẽ tiếp tục chuẩn bị câu hỏi dạng cái bài số thảo luận số 3, đúng không ạ? Vâng, có sự lồng ghép của hai bộ môn, đó là miễn dịch sinh lý, bộ môn sinh lý bệnh và bộ môn hóa sinh. Và nếu như các bạn không hỏi gì nữa thì chào các em nhé. Em chào cô ạ. Rồi, chào các em.